Chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô Tô, có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh chị em thân mến, thì nếu như anh chị em mong muốn đang tìm kiếm một cái mẫu xe thuộc phân khúc D hạng sang, tương tự như dòng xe Toyota Camry, thì có thể đến với lại cái dòng xe Toyota Honda Accord này. Cái dòng xe Honda Accord này là có phẩm cấp tương đương với dòng xe Toyota Camry, thậm chí là có những thời điểm giá bán của nó cao hơn so với dòng xe Toyota Camry. Nó hơn hẳn so với lại Nissan Sentra và những dòng xe cùng phân khúc khác, ví dụ như Mazda 6 hoặc là Optima. Anh chị em thân mến, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái mẫu xe này cụ thể thế nào. Xe thì sản xuất năm 2018 và hiện tại đang có mặt tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, Honda Accord màu bạc các bạn nhé. Nhà đều khá nhiều xe sang, ví dụ như là Land Rover Discovery, Mercedes GLK 250 các bạn nhé, GLK 250 đầy đủ hết. Cái mẫu xe này thì nó khá là rẻ. Đây chúng ta có Mazda 2 đi có 3.000 km các bạn nhé, Mazda 2 hatchback bản sport đi có 3.000 km thôi. Đấy các bạn nhìn, rất đẹp. Chúng ta sẽ đi một vòng cũng như trải nghiệm của nó cụ thể thế nào. Anh chị em thân mến, thì chắc chắn rồi, giống như những cái video clip trước ấy, thì nếu như anh chị em nào mà quan tâm đến những cái mẫu xe đã qua sử dụng thì chắc chắn các bạn sẽ phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố, trong đó có 4 yếu tố chính. Một là xe có bị tai nạn hay không, hai là xe bị ngấm nước hay chưa, ba là có bị tháo cổ máy hay không, và đặc biệt hơn nữa là giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo cho quý anh chị em và các bạn hay không. Thì điều đó là điều vô cùng quan trọng các bạn nhé. Ví dụ đơn giản, cái keo chỉ rồi tắp đi cửa các bạn cũng có thể để ý rõ thôi. Nếu anh chị em nào quan tâm vấn đề về giá xe ngay ấy, thì chúng ta có thể đến cái đoạn cuối của video clip. Còn anh chị em nào ở tỉnh xa không có điều kiện đến trực tiếp tại showroom số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, thì chúng ta có thể đến với con màn này nhỏ để có thể quan sát kỹ hơn. Nguyên tắp đi cửa này, keo chỉ này, các bạn nhìn này. Rồi, chúng ta đến với lại cốp sau các bạn nhé. Đến với cốp sau. Đây, xe thì đã được trang bị cái ghế da này, ghế chỉnh điện các bạn nhé, ghế chỉnh điện rồi. Đấy, ghế chỉnh điện 10 hướng tương đương với dòng xe Toyota Camry ấy. Toyota Camry cũng thế, ghế chỉnh điện 10 hướng. Xe này cái là nó khá mới và khá giữ gìn các bạn ạ. Đây, toàn bộ keo chỉ còn nguyên bản hết các bạn nhé. Khi mà các bạn mua xe ở showroom chúng tôi ấy, thì chắc chắn một điều là quý anh chị em và các bạn hoàn toàn yên tâm về 4 yếu tố chúng tôi sẽ đảm bảo cho quý bạn. Bởi vì có cái thời điểm mà chúng tôi đi mua xe cũng rất là vất vả. Có những thời điểm, có những ngày đi mua xem đến 4-5 xe cũng chỉ chọn lọc ra được 1-2 xe cho các bạn mà thôi. Bởi vì trên thị trường có rất nhiều những cái mẫu xe, hoặc là của anh em bán, hoặc là của người dân bán, nhưng nó cũng không được đẹp, cũng như là cái giấy tờ thì có vấn đề, rất nhiều vấn đề các bạn ạ. Có những thời điểm tôi đi Bắc Giang, mua xe đàm phán xong xuôi rồi nhưng mà vợ lại không cho bán, hoặc là vợ lại không ký, thì bọn tôi cũng chịu, cũng phải đi về thôi. Anh chị em nào mà có thông tin mua bán xe gì ạ, thì cứ gọi điện cho tôi, chúng tôi nhé, chúng tôi sẽ đến tận nơi để có thể xem trực tiếp tại showroom, tức là đến tận nơi để xem xe và mua xe tại bất kỳ các tỉnh thành nào trên lãnh thổ Việt Nam. Đây, Accord thì trang bị màn hình này, hệ thống đầu CD này. Đây, chúng ta có ốp số này, vô lăng này, ốp số hết các bạn nhá, rất đẳng cấp. Đây là cái hay của dòng xe Accord này, nó hơn so với lại cái dòng xe Camry, nó là cái cửa sổ trời này. Cửa sổ trời này, hệ thống túi khí thì cũng đầy đủ hết các bạn nhá. Túi khí này, đầy đủ hết. Xe thì động cơ thì các bạn không phải lo, bởi vì chúng tôi đã đảm bảo và cam kết cho quý anh chị em các bạn là không bị tháo cổ máy và không bị ngập nước, không bị tai nạn. Giá xe thì các bạn có thể thấy, thì chúng tôi đang chào bán giá rất rẻ, 415 triệu thôi. Giá thì vẫn có thể thương lượng được. Nếu anh chị em nào đến trực tiếp tại showroom hoặc gọi điện số điện thoại 0939 06 333. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Anh chị em nào mà đăng ký kênh, subscribe kênh, thì chúng tôi dành tặng cho anh chị em đó một cái phiếu giảm giá trị giá từ 5 đến 10 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của quý chị các bạn.
Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị các bạn trong những chương trình tiếp theo.